Rồi đứng im nha, để cậu quay nha. Rồi hôm nay thì cậu Dũng đến chùa Vũ An tại thành phố Châu Đốc. Thì cậu Dũng trước thăm thầy, sau thăm các cháu. Thì cậu Dũng là đại diện cô Karina ở bên Đức gửi cho cậu Dũng 2 triệu để đi giúp những hoàn cảnh. Thì cậu Dũng đã giúp hết 1 triệu rồi. Thì còn lại 1 triệu hôm nay cậu Dũng chích thêm 600 ngàn nữa để tặng cho 6 đứa cháu ha. 6 cháu này là trẻ mồ côi ở trong chùa của thầy. Chứ 11 đứa lần này còn đi học bên báo nữa. Mấy đứa? 11 đứa rồi hả? Mười một đứa vậy thôi con gửi luôn. Con gửi luôn cho 11 đứa luôn cho rồi. Vậy là con gửi luôn 1 triệu mốt luôn. Coi như cô chị ca. Đứng im. Coi như là cô chị Karina là 1 triệu, còn của con là 100 ngàn nữa ha. Là cả như con gửi cho thầy là 1 triệu mốt. Rồi, gửi cho 11 cháu ha. Cô chị Karina 1 triệu, của con 100 ngàn để cho 11 đứa trẻ mồ côi ở trong chùa của thầy ha. Dạ. Thầy chứng minh cho cô được. Cô Karina bên Đức. Cô Karina hả? Đức. Dạ. Dạ. Để cúng dường cái này cho tiếp cho ông quà cho mấy đứa cháu. Dạ. Chứng minh cho con nghe không? Dạ. Ở bên Mạnh Đỗ Bình Yên nghe không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị Karina đã hỗ trợ cho tới Dũng 2 triệu đồng để đi giúp những hoàn cảnh. Thì hôm nay còn 1 triệu chị em cũng gửi luôn cho 11 cháu trẻ mồ côi trong chùa của thầy. Dạ, cảm ơn thầy nha. Rồi chúc cho các cháu học giỏi nha. Bây giờ mình đồng niệm Phật các ơi. Đồng niệm Phật ơi. Giỏi quá à. Các cháu này chắc đâu biết ba mẹ đâu thầy ạ. Dạ, nó nuôi rồi 3 ngày tới giờ đó. Vậy hả? Nó bỏ vô chùa 3 ngày tới giờ chứ có biết gì đâu. Vậy hả? Đem lại chùa là để chiếc cô chùa đi luôn. Còn mấy đứa còn đi học nữa chưa về. Dạ. Nó bỏ đứa 3 ngày con ơi. Thì hôm nay Tiến Dũng xin được phép đọc tên của các anh chị để hỗ trợ cho thầy. Người đầu tiên đó là anh Thảo Quỳnh ở bên Úc đã gửi cho Tiến Dũng 400 đô Úc để đi giúp hết 3 hoàn cảnh là hết 300 đô rồi. Thì hôm nay còn 100 đô Úc là 1.6 triệu thì Tiến Dũng cũng xin cúng dường cho thầy. Dạ. Người thứ hai là một mạnh thường quân chuyển khoản vô tài khoản Sacombank ngày 13 tháng 10 nhưng mà không ghi tên, chỉ ghi là gửi chương trình nhịp cầu nhân ái, cho nên là Tiến Dũng không biết là anh gửi để giúp cho ai, có lẽ là chắc gửi vào cái quỹ này, cho nên là Tiến Dũng cũng xin dùng số tiền 2 triệu đồng này của một mạnh thường quân đã chuyển khoản ngày 13 tháng 10 trong tài khoản Sacombank mà không có ghi tên, cho nên là Tiến Dũng không có biết là ai luôn. Thì 2 triệu đồng này Tiến Dũng xin cúng dường cho thầy luôn. Và người thứ ba là cô Ít Bùi ở bên Hoa Kỳ đã gửi cho Tiến Dũng 200 đô để giúp những hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp 100 đô cho hoàn cảnh của một người mẹ bán bún nuôi 2 người con mù và có tật là hết 100. Thì còn 100 đô Tiến Dũng cũng xin được phép dùng 100 đô này của cô Ít Bùi để cúng dường cho thầy, để cho thầy lập cái tôn. Và người thứ ba đó là em Đinh Thị Như Mai ở bên Thụy Sĩ đã gửi cho Tiến Dũng số tiền 10 triệu đồng để đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền của 2 triệu của Đinh Thị Như Mai để giúp cho cúng dường cho thầy, để cho thầy lập cái tôn. Và người thứ năm là cô Nguyễn Thị Hiền ở bên Hoa Kỳ đã gửi cho Tiến Dũng 2 triệu để giúp hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp hết một hoàn cảnh 1 triệu, thì còn là 1 triệu của chị Nguyễn Thị Hiền ở bên Hoa Kỳ cũng xin được phép cúng dường cho thầy. Và người thứ sáu là anh Quang Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tiến Dũng 10 triệu đồng để trao cho cô quản lý, cô Năm Thảo, và còn lại 3 triệu để giúp hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp hết 1 triệu, thì còn lại 2 triệu này thì Tiến Dũng cũng xin dùng số tiền 2 triệu của anh Quang Nguyễn để cúng dường cho thầy luôn. Và người thứ bảy là chị Trần Thị Nhiên gì ở bên Đài Loan đó, đã chuyển khoản cho Tiến Dũng 3 triệu đồng để giúp hết một hoàn cảnh là 1 triệu rưỡi rồi. Thì còn là 1 triệu rưỡi của chị Trần Thị Nhiên ở bên Đài Loan. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin cúng dường 1 triệu rưỡi của chị để hỗ trợ cho thầy lập cái tôn. Thì tổng danh sách của 7 anh chị em ngày hôm nay là số tiền 11 triệu 400 ngàn. Thì Tiến Dũng xin trao cho thầy để trước là coi như là Tiến Dũng chích quỹ này ra để hỗ trợ cho thầy trước. Vâng, Tiến Dũng xin tất kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hiện nay Tiến Dũng đang đứng trước chùa Bố Ăn tại thành phố Châu Đốc để đến thăm một ngôi chùa nuôi những đứa trẻ mồ côi và những người già neo đơn. Thì hiện nay Tiến Dũng được biết là chùa của thầy đang
xây cắt một cái nhà hoàng mà hiện nay thì đang thiếu về kinh phí để mà lập mái tôn, thì Tiến Dũng đến thăm. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo chân của Tiến Dũng vào bên trong chùa để gặp lại thầy và thăm những đứa trẻ mồ côi cũng như là những người già neo đơn nhé vị. Xin kính mời tất cả quý vị nhé. Vâng, và bây giờ Tiến Dũng đã đến chùa Bổ Ăn ở tại thành phố Châu Đốc để vào để gặp thầy, để quay cái gian nhà địa tạng mà thầy đang còn làm dang dở quý vị. Đây phía trước của chùa Bổ Ăn. Giờ Tiến Dũng sẽ đi vào bên trong để gặp thầy nhé vị. Dạ con chào thầy. Thầy khỏe không thầy? Dạ. Dạ. Dạ, hiện nay thầy đang cắt cái gian nhà này là gọi là nhà gì thầy? Nhà địa tạng. Nhà địa tạng. Ừ. Dạ. Thì thầy xây cắt ở đây bao lâu rồi thầy? Cái này cũng làm cái nào xưa đó, cái phần đất này là cái phần đất để trồng rau. Dạ. Rồi thầy mới nhín cái phần đất này lại làm cái nhà địa tạng. Dạ. Có ba cái dụng ý. Dạ dạ. Dụng ý thứ nhất là để hàng tháng chùa cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo đó, có cái chỗ để phát thuốc. Dạ. Rồi cái dụng ý thứ hai là những hương linh mà quá cố qua đời rồi không có mai chỗ nơi thờ phượng. Dạ. Rồi thầy đem về đây làm cái gác để cho thờ phượng. Dạ. Rồi cái dụng ý thứ ba là để giúp cho những người vô gia cư, những người mà không có nhà cửa rồi ở nhà trọ. Dạ. Khi qua đời rồi đó thì nó vướng vào ở những cái khoảng mà phải coi ngày coi giờ, có khi để lại một ngày hai ngày rồi ba ngày không có coi ngày chưa được, rồi phải để ở ngoài sân, ngoài lộ, ngoài đường á. Dạ. Để che mấy cái tàn dù đó, để gì hoàng điểm, thầy thấy thì thầy cũng đau lòng. Dạ. Rồi thầy mới có nghĩ dính bằng đất này lại để làm cái nhà này, để nhà hoàng, để sau này cho những người vô giúp phục vụ cho bà con. Thành ra đảng nhà nước mình thì chưa có cái châu đốc, mình chưa có cái nhà hoàng để cho phục vụ cho người dân, chỉ có cái lò thiêu, chỉ có cái phần đất chôn thôi. Dạ dạ. Và nhà hoàng cho phục vụ cho người nghèo thì chưa có. Chưa có. Rồi thành ra giờ thầy mới làm cái nhà này cũng tiện chế thôi. Dạ, tiện chế. Đơn giản. Dạ, tôn với kẽm nghèo. Dạ. Rồi bây giờ nó còn thiếu cái phần tôn, phần dừng. Dạ. Phần còn lại nó còn những cái khâu còn lại nó cũng còn hơi bị nhiều. Dạ. Thành ra giờ gặp được Tuấn Dũng, đây em nó làm cái cầu nối chương trình mà là dịp cầu nhân ái. Dạ. Để biết nhiều người như Mạnh Thùng Quân, bà con phải mình biết được nhiều. Thành ra thì quay cái clip này lên cũng nói lên cho bà con mình nắm được cái ý niệm của thầy. Dạ. Thầy trụ trì chùa Bổ Ăn này. Dạ, địa chỉ đó. Ở đây là địa chỉ. Địa chỉ ở đây là khóm Châu Thế Hai, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Dạ. Đó, tỉnh An Giang. Thì chùa dành phần đất này làm cái nhà hoàng. Rồi sau khi chết chôn liệm rồi có để chỗ để thờ phượng. Đó, cho vong linh cho ấm áp. Dạ. Đó. Ở đây là cũng mục đích là để phục vụ cho xã hội. Xã hội cho quần chúng. Cho quần chúng nhân dân thôi. Dạ. Còn chùa chiền thì hiện nay là chỗ ăn chỗ ở thì cũng có rồi. Dạ dạ. Giờ Phật tử ai nấy cũng có lo, chỗ ăn chỗ ở cũng lo cũng đủ, cũng tạm đủ rồi. Dạ. Giờ thấy hình như là thầy trong chùa thầy có nuôi trẻ mồ côi với người già neo đơn nữa thầy ạ. À? Thầy có nuôi hồi xưa thì được 17 bẻ trẻ mồ côi. Dạ. Giờ cha mẹ nó Thuận Hòa rước về, còn đấy được 11, 11, 12 đứa vậy đó. Dạ dạ, chút xíu nữa ba cũng bà già cũng chết. Dạ. Lần cũng còn đi được hai bà. Gì hả? Chết rồi nay không dài thì chết cũng đi thiêu, chùa cũng lo hết. Dạ. Đó. Rồi với thứ hai nữa thì chỗ này nữa đây không dài bị dịch hơn năm tới giờ xong thôi, tháng nào cũng có cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo đó, thấy đó. Ở đây tập trung cũng 200-300 người. Dạ. Có chỗ để phục vụ xã hội mà. Xã hội. Đó. Thì mình sống thì không bao lâu. Thì năm nay thầy cũng 56 tuổi rồi. Dạ. Cát này nè. Dạ. Thì mình tính cái móc 70 đi. 70 mình chia 2 thì còn 15. Dạ. Tết này 15 mà mình phải bỏ phân nửa ra cái ngủ nghỉ rồi. Dạ dạ. Thì còn lại có 7 năm à. Mà Tết này mình bỏ bớt ra 1 năm nữa còn có 6 năm mà. Thành ra bây giờ mình cống hiến cái cuộc đời của mình phục vụ cho chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Dạ dạ. Bà con phải nên nhớ là cái điều đó. Yeah. Mình không đi chùa được. Yeah, yeah. Nghe không? Cũng không cần thiết. Yeah. Mà mình đó có cái tâm phục vụ cho bà con, cho chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, mình đã tu rồi đó. Yeah. Tu có nhiều đó thôi. Yeah. À,
thành thế ra nghĩa là còn cuộc đời của thầy còn 6 năm nữa, nghĩa là chăm lo xã hội thì cống hiến hết, gọi là cống hiến hết cho quần chúng, cho nhân dân, làm cái nhà này lên để phục vụ cho bà con, cho Phật tử, cho nhân dân, đó, thành ra quý vị phải quan hỷ tiếp với thầy, ghép với Tấn Dũng, cái chương trình của Tấn Dũng đó, nó đưa lên đó thì huynh đệ nào mà hảo tâm thì cứ việc đóng góp. Coi như là chừng nữa là thầy dời mấy cái phần mà hương linh đó, hương linh qua bên nhà địa tạng qua đây hết. Địa tạng thờ hết. Dạ, là để nữa là làm, thứ nhất là cái nhà hoàng, thứ hai là nhà bắt thuốc từ thiện, rồi cho bà con người ta phát quà đổ đây, đúng không thầy? Thầy tập trung này phục vụ xã hội thôi. Theo như thầy thì thầy thấy cái kinh phí mà mình lợp cái máy to này khoảng bao nhiêu tiền thầy biết không thầy? Thợ có nói với thầy không? Cái mấy người thợ hay là nó có phần vách. Lợp vách là luôn, ví dụ gì tổng hết chứ. Cái phần lợp thì nó 240 mét đó. 240 mét vuông. Dạ. Còn phần vách đó thì thầy chưa có ai cúng, thành ra chưa có kinh phí, thành ra chưa có tính. Dạ. Vậy đó. Vậy ha. Thành ra chừng nào vậy là cái khung sườn là đã dựng lên là mấy ngày nay, bao lâu rồi thầy? Khung sườn dựng lên cũng khoảng 3 tháng rồi. 3 tháng rồi mà chưa có kinh phí. Chưa tiếp được cái gì hả? Rồi sao mà thầy biết số điện thoại con mà thầy điện cho con vậy? Nghe mấy đứa bạn giới thiệu, nó nói Tấn Dũng có làm mấy cái chương trình dịp cầu nhân ái. Dạ. Để giúp cho cái từ thiện xã hội. Thành ra mới bay có cái tâm để lo chăm lo xã hội, thành ra thầy mới nhã ý để mời được Tấn Dũng về lên cái chương trình này cho bà con quảng bá, cho bà con biết nhiều để đóng góp tiếp với thầy để lo cái chăm lo xã hội. Nói vậy đó, A Di Đà Phật. Vâng, Tấn Dũng xin thái kính chào tất cả vị. Ngày hôm nay Tấn Dũng đang có mặt tại chùa Bủ Ăn, hẻm 241 đường Thọ Ngọc Hầu, thành phố Châu Đốc. Thì Tấn Dũng được biết hiện nay chùa Bủ Ăn đang cắt một cái nhà địa tạng. Thì hiện nay cũng như là thầy thì đã dựng khung lên xong hết rồi, nhưng mà còn thiếu về kinh phí như là lập tôn, lập vách. Thì Tiến Dũng có biết được thông tin này và hôm nay trước là đến để mà thăm thầy, sau thì cũng xin được phép trích trong cái quỹ của các cô chú anh chị đã gửi vào cái quỹ dịp cầu nhân ái cho Tiến Dũng đi giúp chuyển hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng thấy thầy cũng đang cần lập tôn thì Tiến Dũng cũng xin trích số tiền là 11.400.000 của 7 anh chị em mạnh thường quân đã gửi cho Tiến Dũng. Thì hôm nay Tiến Dũng xin được phép đọc tên các anh chị để hỗ trợ cho thầy. Người đầu tiên đó là anh Thảo Quỳnh ở bên Úc đã gửi cho Tiến Dũng 400 đô Úc để đi giúp hết 3 hoàn cảnh, là hết 300 đô rồi. Thì hôm nay còn 100 đô Úc là 1.600.000, thì Tiến Dũng cũng xin cúng dường cho thầy. Dạ. Người thứ hai là một mạnh thường quân chuyển khoản vô tài khoản Sacombank ngày 13 tháng 10 nhưng mà không ghi tên, chỉ ghi là gửi chương trình nhịp cầu nhân ái, cho nên là Tiến Dũng không biết là anh gửi để giúp cho ai, có lẽ là chắc gửi vào cái quỹ này, cho nên là Tiến Dũng cũng xin dùng số tiền 2 triệu đồng này của một mạnh thường quân đã chuyển khoản ngày 13 tháng 10 trong tài khoản Sacombank mà không có ghi tên, cho nên là Tiến Dũng không có biết là ai luôn. Thì 2 triệu đồng này Tiến Dũng xin cúng dường cho thầy luôn. Và người thứ ba là cô Ích Bùi ở bên Hoa Kỳ đã gửi cho Tiến Dũng 200 đô để giúp những hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp 100 đô cho hoàn cảnh của một người mẹ bán bún nuôi hai người con mù và có tật, là hết 100. Thì còn 100 đô Tiến Dũng cũng xin được phép dùng 100 đô này của cô Ích Bùi để cúng dường cho thầy, để cho thầy lập cái tôn. Và người thứ ba đó là em Đinh Thị Như Mai ở bên Thụy Sĩ đã gửi cho Tiến Dũng số tiền 10 triệu đồng để đi giúp các hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng xin dùng số tiền của 2 triệu của Đinh Thị Như Mai để giúp cho cúng dường cho thầy, để cho thầy lập mấy tôn. Và người thứ năm là cô Nguyễn Thị Hiền ở bên Hoa Kỳ đã gửi cho Tiến Dũng 2 triệu để giúp hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp hết một hoàn cảnh 1 triệu, thì còn lại 1 triệu của chị Nguyễn Thị Hiền ở bên Hoa Kỳ cũng xin được phép cúng dường cho thầy. Và người thứ sáu là anh Quang Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tiến Dũng 10 triệu đồng để trao cho cô Quản lý, cô Năm Thảo, và còn lại 3 triệu để giúp hoàn cảnh. Thì Tiến Dũng đã giúp hết một triệu, thì còn lại 2 triệu này thì Tiến Dũng cũng xin dùng số tiền 2 triệu của anh Quang Nguyễn để cúng dường cho thầy luôn. Và người thứ bảy là chị Trần Thị Nhiên ở bên Đài Loan đó, đã chuyển khoản cho Tiến Dũng 3 triệu đồng để giúp hết một hoàn cảnh là 1.500.000 rồi. Thì còn là 1.500.000 của chị Trần Thị chị Nhiên ở bên Đài Loan. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin cúng dường 1.500.000 của chị để hỗ trợ cho thầy lập cái tôn. Thì tổng danh sách của 7 anh chị em ngày hôm nay là số tiền 11.400.000, thì Tiến Dũng xin trao cho thầy để trước là coi như là Tiến Dũng trích quỹ này ra để hỗ trợ cho thầy trước.
Rồi sau này dù như có mạnh thường quân nào mà xem được cái video này thì cũng mong quý vị quan hỷ cùng chung tay với Tướng Dũng và thầy, thầy pháp danh của thầy là Thích Thiện Giác. Thích Thiện Giác thì cùng với thầy để cho thầy lập cho hoàn tất cái mái tôn này, để cho thầy được cái giống cái ước nguyện của thầy là muốn giúp cho những người khó khăn không có nhà cửa mà thuê phòng trọ, mà khi mất đó quý vị không có những cái chỗ hoàng đó thì có thể là đưa vào chùa của thầy để cho thầy hoàng lại đây. Hoàng liệm. Dạ dạ. Sau khi đó chung cắt đợi lại hoàng liệm rồi có chỗ thờ phượng. Dạ dạ. Rồi thì giờ tới Tướng Dũng mới đọc mấy cái tên bảy bảy vị mạnh quân. Dạ. Bảy vị mạnh thần quân. Thì thừa từ cái công đức này đó thì cũng chứng minh cho mấy huynh đệ là nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình thân nhân quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, luôn luôn sống dưới ánh hào quang của chư Phật. Quý vị khỏe mạnh, phụng sự tam bảo, phụng sự xã hội, giống như thầy vừa nói rồi đó, thì phụng sự cho chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Hôm nay quý vị làm cái này lo xã hội cũng như cúng dường chư Phật, thầy sai mặt cho chư Tăng ở chùa Bố Ân để chứng minh là thọ nhận cái phần cúng dường vừa rồi của bảy của mạnh thường quân. Tướng Dũng báo là cái này là 11 triệu 400 ngàn. Dạ. Thầy tiếp nhận. Dạ. À, thầy đã chứng minh cho quý vị A Di Đà Phật. Dạ dạ. Rồi con cũng xin kính chúc cho thầy được luôn luôn khỏe mạnh, rồi luôn luôn có cái tâm Bồ Tát để mà giúp cho bá tánh vạn dân cũng như là những người hoàn cảnh như người nghèo khổ như thầy nói, mà thầy muốn cái tâm nguyện của thầy là có được một cái nhà hoàng ở tại thành phố Châu Đốc nha. Dạ. Dạ, dạ. Thầy coi như còn sống giây phút nào thì cống hiến. Dạ. Cống hiến hết. Dạ. Nào, cứ đi theo Phật thì thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ thầy dẫn con vô trong để thăm những em bé mà thầy nuôi với những cái cụ già đó ở trong chùa đó thầy ha. Dạ, con theo thầy vô chùa nha. Dạ dạ. Và bây giờ Tướng Dũng sẽ đi theo thầy để thăm những đứa trẻ mồ côi mà thầy cứu mang từ nhỏ ở đây và các cụ già neo đơn. Bốc lên vô đây, bốc lên. Mấy cháu nhỏ có đi học không thầy? Vậy hả? Dạ dạ. Dạ. Trong chùa mình là các tăng là khoảng bao nhiêu vị thầy? Tăng khoảng 6 vị. Dạ, có đi không thầy? Hả? Không có đi. Dạ, có đi ha. Tăng không à? Dạ, dạ. Bên nhỏ đâu trên này con lại cho mấy chú. Chào con này là có con cháu gì không thầy? Quản gia. À, quản gia đây hả? Quản lý. À, quản lý hả? Ừ, nhìn tướng cổ đồ sộ hả thầy ha? Ừ. Má trời ha. Con ra đây con. Có một bà đây nè. Dạ. Có sao đâu quay cho quý vị. Mình cũng mẫu mà. Nước mẫu, nước mẫu. Khi mấy em ra ngoài quay phim, chú quay phim con. Ừ. Bốn đi, bốn cháu đây hả? Dạ. Bà cụ đây hả? Bà cụ đứng lên đây. Dạ. Đứng chào lên cụ, đây. Chào cụ. Đứng lên coi. Dạ, cụ đứng nổi không? Cụ đứng nổi không? Đứng mà. Vậy hả? Dịnh mới được, đâu thấy mấy ông đứng được. Dạ. Phải có người dịnh mới đứng được ha. Thôi nói gì chứ ngồi đi. Ừ, thôi ngồi đi, yếu rồi ngồi đi. Hai bà chết trên bà nay được 4 tầng rồi nè. Vậy hả? Ừ. Còn con bà đi hả thầy? Bà. Rồi một bà kia thì cũng lo cho bà. Bà nữa. Không có con cháu gì chứ hả? Có cháu chứ không có con. Không có lạ chồng đâu có con. Không có lập gia đình cho nên thôi. Dạ dạ dạ. Cái gì là bà vô đây để ở đâu? Để tay co co đưa thẳng ra coi. Bà ở đây ở lâu chưa thầy? Mấy năm rồi cô ba? Cũng 2 năm mấy rồi đó sư. Dạ, yeah, 2 năm mấy ha. 2 năm mấy, 3 năm, tách rồi chắc 3 năm rồi. Dạ. Yeah. Thầy làm dành một cái khoảng không gian này làm cái phòng để cho hai cụ. Dạ. Yeah. Mấy bà cụ mà đặc biệt này nè. Dạ. Yeah. Cho nó yên tĩnh, còn mấy bà còn hai bà còn khỏe thì ở ngoài lo cơm nước cho mấy bà này. Dạ. Yeah, mấy bà khỏe nuôi mấy bà già. Dạ, yeah, vậy đó. Rồi đi em qua bên cái này, này cái giường này nè, cái đẩy ra chỗ này cái đi toilet luôn nó gọn. À đẩy được luôn. Dạ. Yeah. Cái giường đi qua luôn. Dạ 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 dạ. Vậy đó. Rồi giờ mình qua thăm mấy thăm bố già, thăm các cháu này ha. Đó, thầy nuôi các trẻ các cháu mồ côi nè quý vị ơi. Tổng cộng hiện giờ là mấy cháu vậy thầy? Ồ, 2 4 6 cháu. Rồi. Vậy đi hả? Đứng chắp tay lên coi. Dạ. Nam mô Di Đà Phật đứng thôi. Các cháu gì là Nam mô Di Đà Phật.
thầy gặp các cháu này trong những trường hợp gì thầy? Rồi đem vô bỏ đây cho tao nuôi lúc đó còn 3 ngày tới giờ, niệm Nam Mô Di Đà Phật đó con. Niệm Nam Mô Di Đà Phật coi. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Ừ. Rồi bây giờ nè, bây giờ nè, cậu Dũng thay mặt cô qua đây chụp hình này lẻ lắm. Mấy cháu, mấy cháu. Lại đây. Con đây. Lại đây cô Dũng lì xì luôn nè. Vô đây luôn coi, vô đây luôn coi. Sáu cháu rồi, còn nữa không? Còn nữa không? Tập trung vô. Hả? Còn ai nữa? Con Tàu á. Vậy hả? Ừ, chắp tay là hết ha, chắp tay là hết. Vậy là hiện giờ là có mặt sáu cháu rồi. Còn mấy cháu nữa? Mấy đứa ba bốn đứa nó đi học rồi. Vậy hả? Ừ. Bà này nè nuôi hai bà kia. Vậy hả? Dạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Rồi đứng im nha, để cậu quay nha. Rồi hôm nay thì cậu Dũng đến chùa Vũ An tại thành phố Châu Đốc. Thì cậu Dũng trước thăm thầy, sau thăm các cháu. Thì cậu Dũng là đại diện cô Karina ở bên Đức gửi cho cậu Dũng 2 triệu để đi giúp những hoàn cảnh. Thì cậu Dũng đã giúp hết 1 triệu rồi. Thì còn lại 1 triệu hôm nay cậu Dũng chích thêm 600 ngàn nữa để tặng cho 6 đứa cháu ha. 6 cháu này là trẻ mồ côi ở trong chùa của thầy. Chứ 11 đứa lần đây. Còn đi học bên mới nữa. Mấy đứa? 11 đứa nè. 11 đứa nè hả? Ừ. Thôi vậy. Hả? 11 đứa vậy thôi con gửi luôn. Con gửi luôn cho 11 đứa luôn cho rồi. Vậy là con gửi luôn 1 triệu mốt luôn. Coi như cô chị ca. Đứng im. Coi như là cô chị Karina là 1 triệu, còn của con là 100 ngàn nữa ha. Là cả như con gửi cho thầy là 1 triệu mốt. Rồi, gửi cho 11 cháu ha. Cô chị Karina 1 triệu, của con 100 ngàn để cho 11 đứa trẻ mồ côi ở trong chùa của thầy ha. Dạ. Thầy chứng minh cho cô được. Cô Karina bên Đức. Cô Karina hả? Dạ. Dạ. Để cúng dường cái này cho liên tiếp cho quà cho mấy đứa cháu. Dạ. Chứng minh cho con nghe không? Dạ. Ở bên Mạnh Võ Bình Yên nghe không? Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn chị Karina đã hỗ trợ cho tới Dũng 2 triệu đồng để đi giúp những hoàn cảnh. Thì hôm nay còn 1 triệu chị em cũng gửi luôn cho 11 cháu dẻ mồ côi trong chùa của thầy. Dạ, cảm ơn thầy nha. Rồi chúc cho các cháu học giỏi nha. Bây giờ mình đồng niệm Phật các ơi. Đồng niệm Phật ơi. Ờ, giỏi quá à. Đây. Các cháu này chắc đâu biết ba mẹ đâu thầy. Dạ, nó nuôi là 3 ngày tới giờ đó. Vậy hả? Bỏ vô chùa 3 ngày tới giờ chứ có biết gì đâu. Vậy hả? Ừ. Đem là chùa là để chiếc cô chùa đi luôn. Còn mấy đứa còn đi học nữa chưa về. Dạ. Yeah. Bỏ đứa 3 ngày con ơi. Rồi thí dụ như thầy thí dụ như mà có ai xin thầy cho không thầy? Mình đang đăng ký nhà nước đâu có cho ra bậy bạ được con. Vậy hả? Cho ở tù chết à. À vậy hả? Dạ. Rồi mấy cụ rồi. Rồi. Dạ các cụ đây, các cụ già neo đơn đây. Rồi chào các con nha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô gì. Rồi chào các con nhé. Bye bye. Bye bye. Hẹn ngày gặp lại. Ừ.